Quý khán giả thân mến, trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay nước rửa tay khô diệt khuẩn cùng với khẩu trang y tế đang là hai mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường vì tính tiện dụng và khả năng bảo vệ cơ thể trước những tác hại của vi khuẩn. Mặc dù là có nhiều lợi ích như vậy, nhưng những tác hại thì cũng không phải là không có. À, thưa quý vị, nếu như quý vị mà đeo khẩu trang y tế sai cách hoặc là sử dụng loại kém chất lượng, thì cũng có thể tạo ra tác dụng ngược cho chính mình. Vậy còn nước rửa tay khô diệt khuẩn thì sao? Liệu là khi chúng ta quá lạm dụng, tác hại của nước rửa tay khô có thật sự nguy hiểm hay không? Hãy cùng với chuyên mục Chuyện cảnh giác ngày hôm nay cùng với chúng tôi đến với một phóng sự ngắn sau đây để biết thêm những thông tin chi tiết nhé. Mời quý vị cùng theo dõi nước hay rửa tay khô có khả năng sát khuẩn cao mà không cần phải rửa lại với nước sạch. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo và sử dụng ở bất cứ đâu. Mùi hương của sản phẩm đa dạng, dễ lựa chọn. Chính vì những ưu điểm đó mà nước rửa tay khô được nhiều người sử dụng trong mùa dịch. Mình thích dùng nước rửa tay khô hơn là xà phòng, tại vì nếu mà dùng xà phòng á, là phải đi kiếm bồn rửa, còn nước rửa tay khô thì lúc nào mình cũng xài được. Mình thì mình không quan trọng là mẫu mã hay là nguồn gốc, cứ nước rửa tay khô thì công dụng nó như nhau nên là mình thấy là mình xài thôi. Theo mình thì nước rửa tay khô rất là rẻ và cảm thấy là tiện lợi thì nhà mình ai cũng có một chai mỗi khi đi ra đường hết. Tiện lợi là thế, nhưng có một sự thật không phải ai cũng biết rằng hầu hết các loại nước rửa tay khô đều chứa cồn. Như vậy sẽ có hai trường hợp một là loại có nồng độ cồn thấp thì không có tác dụng diệt khuẩn, hay là loại có tác dụng diệt khuẩn tốt thì phải chứa từ 60% cồn trở lên. Dù vậy thì nước rửa tay khô cũng không thể hiệu quả bằng việc rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bởi ngoài diệt khuẩn thì xà phòng còn làm sạch các vết bụi bẩn ngoài da. Xét ở góc độ chuyên môn, việc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh có những mặt hạn chế nhất định so với việc rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Thứ nhất, không thể loại bỏ hết tất cả những vi trùng đang bám trên bề mặt da. Thứ hai, có thể giảm hiệu quả khi mà tay bạn đang lắm bẩn hoặc là dính dầu mỡ. Thứ ba, có thể không loại bỏ hết những hóa chất độc hại như là kim loại nặng hay là thuốc trừ sâu. Do đó, chỉ sử dụng nước rửa tay khô khi thực sự cần thiết, cần sự thuận tiện. Việc rửa tay bằng xà phòng và nước sạch vẫn là cách tốt nhất. Hiện nay trên thị trường không thiếu những mặt hàng nước rửa tay trôi nổi, không có nhãn mát thương hiệu không chú thích thành phần, hướng dẫn sử dụng hay chống chỉ định. Những sản phẩm thế này được bán tràn lan trên mạng hoặc trên các dĩa hè. Rất nhiều người vẫn vô tư sử dụng. Bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy, khi mình làm dùng quá mức sẽ dẫn đến những tác dụng không mong muốn. Thành phần chủ đạo trong nước rửa tay khô đó chính là cồn. Thì khi sử dụng quá mức, nó sẽ dễ lấy đi cái độ ẩm trên bề mặt của bàn tay. Từ đó sẽ dẫn dễ dẫn đến tình trạng khô da, nứt nẻ da tay, chảy máu và thậm chí là nhiễm trùng. Và đặc biệt tình trạng này sẽ nặng nề hơn ở những người có tiếp da khô. Làm tình trạng viêm da cơ địa hay là chàm nặng nề hơn có thể gây nên tình trạng viêm da tiếp xúc như là ngứa, bỏng rát da. Đặc biệt nguy hiểm nhất có thể kể đến những cái tác dụng phụ có thể xảy ra về sau như là ung thư, vô sinh, dị tật bẩm sinh hoặc gây những cái tổn thương cho hệ thống thần kinh. Và tác dụng phụ thường hay gặp nhất ở trẻ em đó chính là viêm da tiếp xúc và có thể là làm nặng hơn tình trạng viêm da cơ địa hoặc chàm ở trẻ. Lời khuyên của bác sĩ là nên để những cái dung dịch rửa tay khô ở xa tầm tay của trẻ em để tránh trường hợp bé nuốt hay là hít quá nhiều cái hóa chất đó. Và trong trường hợp cần sử dụng dung dịch rửa tay khô thì người lớn sẽ phải hướng dẫn trực tiếp cho bé. Một số loại nước rửa tay khô kém chất lượng có chứa nhiều hóa chất độc hại nên gây mùi khó chịu và kích ứng lên da tay đồng thời để tạo hương thơm cho sản phẩm, các nhà sản xuất cũng sử dụng mùi hương nhân tạo chứa phthalate và chất bảo quản paraben. Những chất này độc hại không khác gì thuốc lá. Loại mùi hương và nước hoa nhân tạo này gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng, điển hình là gây rối loạn nội tiết tố trong cơ thể. Trong trường hợp bạn mới vừa sử dụng xong dung dịch rửa tay khô mà mình cầm nắm đồ ăn, hoặc là mình cảm thấy cái mùi của sản phẩm dễ chịu cho nên mình thích thở liên tục thì có thể dẫn đến những cái tình trạng như là ngộ độc, chóng mặt, buồn nôn và có thể dẫn đến những bệnh lý về đường hô hấp, hen phế quản. Có thể nói, nước rửa tay khô chỉ là biện pháp tình thế, tuyệt đối không làm dụng. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch vẫn là phương pháp an toàn và hiệu quả nhất.